Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Nissan X-Trail 2.0 2016 đến 2021. Chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua về chiếc lốc điều hòa. Chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua nhé. So với cái bản đời trước thì lần này thì cái lốc là có thiết kế khá là đặc biệt ở cái phần chân bắt. So với cái bản X trên đời trước T31, T32, T33 thì nó sẽ bắt là 4 chân, 2 chân trên và 2 chân sau. Nhưng mà ở đời này thì chúng ta sẽ để ý là lốc được bắt vào với phần lốc máy động cơ là qua 3 chân, 2 chân trên, 1 chân dưới. Lốc điều khiển bằng cả van điện và bun điện. Đấy, đây chính là cái bun điện này. Và đây chính là cái van điện của lốc. Đây là mặt bích này. Mặt bích của dòng Nissan thì nó khá là giống nhau rồi. Đó, mặt bích 1/4. Đây chính là cái rắc để ra nguồn điện cắm van điện này. Còn đây chính là cái bun, cái rắc ra điện của bun điện điều khiển đóng lốc, điều khiển hoạt động đóng mở của lốc bằng cả van điện và cả bun điện. Lốc lai dây curoa là bản BK, nó sẽ là bản 6BK. Đây là chính là cái mặt hít này, đây là buli và đây là cái bun điện. Đây chính là cái con chúng ta hay thường gọi là van áp suất lốc này. Đấy, để bảo vệ lốc, ổn định của lốc. Đây là cái chúng ta hay thường gọi là cái ốc để châm xả bọ và kiểm tra dầu. Lốc được lắp ghép với nhau qua 3 phần thân bởi những con ốc xuyên qua thân, phần đầu, phần giữa và phần đuôi. Phần đầu lốc thì sẽ bao gồm là liền cả buli. Đây là phần giữa và phần đuôi lốc. Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn nhé. Đó, đây chính là cái lốc của Nissan X-Trail 2.0 2016 đến 2021. Đó, đây chính là mặt bích đường hạ này, mặt bích đường cao này. Đó, của lốc. Cái những cái dòng điện của dòng xe con thì chúng ta cũng không cần phải nói chi tiết hơn đúng không ạ? Nó chính là 12V. Và trong cái khuyến nghị này thì nhà sản xuất đã khuyến nghị chúng ta là sử dụng dòng ga là ga R134 này. Và với cái dòng đời cao này thì nó không chỉ sử dụng ga 134 mà chúng ta có thể sử dụng ga 1234IF, tức là ga 1234, là dòng ga của xe sang đời cao. Và dầu thì bắt buộc là phải dầu xịn rồi. Đó. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Nissan X-Trail 2.0. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhớ mà lên liên hệ với em theo số 076 9086 333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.